Rồi tiếp tục anh em ơi, lên cho anh em cái đầu máy Homolus nha anh em. Đó, cái này tình trạng nó rất còn mới lắm nha anh em. Đó, màu sơn này kia còn mới lắm nha. Tem bọng này kia nó còn nha anh em. Bô còn im nha anh em. Cái này mình lột ra để mình cho màu xăng nha anh em. Đó. Bê tông còn im nha anh em. Đó. Rồi giờ mình gắn lên màu xăng anh em ơi. Có một tay khó làm anh em ơi, nghe thông cảm nha. Rồi cái gái vô màu anh em nghe thử nha anh em. Đây nghe nè, cái này nó còn cái có cái miếng ém ở đây luôn nghe nè. Đó, rồi giờ màu xăng nghe nè. Có này có lỗ mũi luôn nghe nè. Lầm anh em ơi, cái nữa nghe nè. Con này không chừng có ống xăng diêm vô nổ luôn nghe nè, tại này nó không có ống xăng nha. Con này để anh em 500 nha anh em. Đó, 500 bao ship nha anh em, nào được thì liên hệ mình nha anh em. Đó, màu sơn này kia nó còn mới lắm nha anh em. Đó. Rồi, chào anh em.